Con ngồi xuống hết rồi. À, đây còn cái một cái gốc cho cả thầy nhà. Con cứ gọi lên đây đi. Con kính thưa thầy, đây là tất cả những cái lời của tất cả anh em này. À, hôm nay thầy gửi cái bức thư này cho Phước Trí. Phước Trí con. À, con có hỏi những câu hỏi, thầy trả lời trong bức thư này cho con. Các cái bức thư này. Còn một cái bức thư này là của Gia Lộc con. Con ngồi tại chỗ đi. Thầy trả lời cho câu hỏi của con. Trong cái bức thư của con hỏi, trong cuộc sống con có nhiều điều con chưa hiểu. Nay con xin kính trình lên thầy. Con nhờ thầy quan hỷ chỉ dạy. Điều thứ nhất, bổn phận và trách nhiệm của tu sinh đối với lớp học, đối với tu viện, đối với gia đình, đối với tổ quốc và đối với sự sống chung của nhân loại, của muôn loài vạn vật, kể cả không khí và nước. Đó là câu hỏi thứ nhất của con. Câu hỏi thứ nhất của con thì thầy trả lời như thế này. Con ngồi xuống đi con. Con ngồi đi, đừng đứng. À, trong thanh quy tu viện có dạy đức hạnh, tức là 10 cái giới trong đó đó con, và lục hòa. À, trong lớp học, trong tu viện, gia đình, tổ quốc và tất cả chúng sanh, ngay cả thời tiết, không khí và nước đầy đủ. Đó là tất cả những cái thanh quy, cái thanh quy của tu viện nó sẽ dạy chúng ta sống, sống đối với lớp học, đối với tu viện, đối với gia đình, tổ quốc và tất cả chúng sanh, và ngay cả những thời tiết, không khí và nước lạnh uống. Nó đầy đủ ở trong đó, bởi vì đọc lại cái thanh quy của thầy thì thầy đã dạy rất đầy đủ. Nếu mà người nào sống đúng thanh quy thì đem lại sự an vui cho mình và cho người. Câu thứ hai, có người muốn báo hiếu công sanh thành dưỡng dục, chính vì vậy mà họ đi trộm cắp, làm những điều gian dối, thậm chí giết người. Như vậy số tiền của ấy họ lấy nuôi cha mẹ vân vân, có báo hiếu được không? Con xin thầy quan hỷ chỉ dạy. Thầy trả lời, báo hiếu mà trộm cướp giết người đó không phải là báo hiếu, đó là bất hiếu, làm khổ cha mẹ. Có con trộm cướp để tiếng xấu muôn đời, tiền đó về nuôi cha mẹ là tiền phi nghĩa. Nếu cha mẹ dùng tiền đó, là cha mẹ là người có tội với pháp luật, nhà nước, và còn tội về nhân quả nữa. Nó không riêng người con, mà cha mẹ mà còn ăn xài trong cái số tiền của người con trộm cắp đó, thì nó còn nó phạm vào cái tội đồng lõa với cái đứa con, với pháp luật nhà nước như vậy. Còn về tội về nhân quả, nó còn cái tội về nhân quả nữa. Đó là trả lời câu thứ nhì của con. Điều thứ ba, con hỏi nếu như tu sinh chúng con tu học chưa làm chủ được bốn nỗi khổ sanh già bệnh chết mà vô thường đến, thì nó có được tái sanh làm người để tu hay bị đọa? Con xin thầy từ bi chỉ dạy. Đó là câu thứ ba. Tu chưa làm chủ sanh già bệnh chết, thầy trả lời đó. Khi bệnh chết, khi tu tập, khi mình tu tập, mình đã làm giảm bớt tham sân si, nên khi chết được tiếp tục tu tập trong tưởng. Cái người chết đó được tiếp tục, như giờ mấy con dù ít dù nhiều thì mấy con cũng giảm bớt tham sân si. Cho nên khi đó đó, khi mà mấy con bỏ thân này chết thì cứ đem chôn thôi, nhớ nhắc gia đình đem chôn, đừng có thiêu đốt. Do đó cái thân còn nằm đó thì cái tưởng nó hoạt động, cái tưởng nó hoạt động, nó tiếp tục nó tu tập ở trong cái tưởng. Như trong kinh Tăng Chi Đức Phật Bảnh đã nói, khi đó chúng ta dùng, chúng ta ở trong cái cõi tưởng mà chúng ta tu tập, tức là cái cõi trời mà chúng ta tu tập, tức là nó đã thiện, nó đã thiện, tức là nó nhầm ở trong cái cõi trời. Cho nên chúng ta tiếp tục chúng ta tu tập ở trong cái thế giới tưởng, cái tưởng thức của chúng ta, cho nên nó cũng không mất thần. Còn nếu mà mình đem chôn, mình đem chôn hoặc mình đem đốt, mình đem thiêu đi, cái thân xác mình bị thiêu đốt đi, thì cái tưởng nó cũng bị tan hoại theo. Và như vậy nó sẽ tương ưng, nó sẽ tương ưng với những người đã có mùi lược với nhân quả, nó cũng tái sanh, nhưng mà tái sanh trong những cái gia đình ít có tham sân si. Con hiểu không? Bởi vì
trong cái xã hội chúng ta cũng có nhiều người tuy tâm sắc dục, tâm dục họ còn, nhưng họ vẫn tham sân si, họ vẫn giảm, vẫn giảm. Nếu mà mình tu tập cái tham si mình giảm, nó tương ưng được với những người đó, thì mình cũng vẫn làm con cái của họ. Nhưng vì mình biết cách, cho nên mình không tiêu hoại cái cơ thể, để cho nó nguyên, nó nằm đó, để cái tưởng nó bắt đầu nó tiếp tục. Còn mình thiêu đốt chết đi, thiêu cháy đi, thì cái đầu của mình bị cháy, cái tưởng nó không hoạt động được, cho nên buộc nó phải đi tái sanh, nó phải chạy đi tương ưng, tái sanh nó còn. Nó tương ưng với những cái người phải mồi lược với cái tham sân si của nó. Mà nếu nó nói chung là nó tương ưng được thì nó sẽ tái sanh, mà nó tương ưng không được, tức là nó không có cái người mà mồi lược được như vậy á, thì nó khiến cho gia đình không có đem thiêu. Nó cái từ trường của nó khiến cho gia đình người này bàn ra, người kia bàn ra, người nói thiêu, người nói không, cái người quyết định không có thiêu, cha tôi không có cho thiêu, đem chôn hả? Thì do đó đem chôn, nó khiến nó, còn nó làm cho nó bị cái từ trường của nó mạnh lắm. Khi nó tương ưng không được tái sanh là nó khiến cho trong cái những người thân của mình có một người giữ gìn không có cho thiêu. Còn nếu mà nó tái sanh nó tương ưng được á là nó cho thiêu, cái từ trường đó nó cho thiêu. Cho nên mình tu hành nó có lợi lắm, còn cái lực của từ trường phải không, cái lực đó nó tương ưng, nó mới hút nhau nó đi sát thế gian. Còn nó hút không được á thì bắt buộc nó phải phá vỡ những cái ý kiến mà đốt á, nó phá vỡ hết, nó chỉ còn có cái chôn thôi. Thì mấy con thấy nó hay vậy đó. Mà cho nên vì mình cố gắng mình tu tập nó mùi lược thì nó tốt lắm, mình không còn phiền não, con giận hờn buồn phiền ai hết, đúng lúc nào mình cũng xả tâm vui vẻ, chính cái chỗ đó là cái chỗ giải thoát, chỗ tâm bất động. Ai làm gì làm mình cứ vui vẻ, chính là cái chỗ tu tập. Trong chiếc áo cư sĩ của mình nó dễ có cái đường rút lui, không? Cho nên vì vậy mà hãy buồn phiền thì mình rút lui, mà mình rút lui tức là mình đi vào con đường sinh tử, không? Mình phải tiến tới, mình phải gan dạ, mình phải chiến đấu tận cùng để cho mình phá vỡ cái tâm mà phiền não, cái tâm đau khổ mình. Đó gọi là chướng ngại pháp. Cố gắng lên con, cố gắng lên, đừng có sợ hãi. Mà mình phải mạnh mẽ, nó nhờ ở trong chúng có ý kiến người này người kia, nó làm cho chúng ta mạnh mẽ tiến lên để mình chiến thắng lại, thì coi như là chúng ta sẽ thành đồ mỗi lượt á, thường là mọi người lượt tâm tham sân si của mình, chứ không nó sẽ làm cho mình rất là buồn phiền, rất là phiền. Cái câu thứ tư, con có hỏi, vì chiến tranh mà giấy tờ bị cháy, ông bà không nhớ rõ ngày tháng năm sinh của con cháu, khi đi tu khai không đúng thì có ảnh hưởng việc tu tập và đời sống hay không, xin thầy từ bi chỉ dạy. Thì thầy trả lời, không cần khai đúng ngày tháng năm sinh, mà chỉ cần khai đúng theo giấy tờ mà chánh quyền cấp cho là được. Nghĩa là bây giờ mình bây giờ không có nhớ được, nhưng mà bây giờ mình xin giấy tờ đó, tôi bây giờ thì không nhớ, tôi xin giấy tờ mường tượng là nhớ cái ngày tháng năm sinh vậy đó, tôi nói thôi chứ không thể nào tôi nhớ được, bởi vì giấy tờ nó cháy hết rồi. Thì lúc bây giờ đó mình nhà nước cấp cho mình cái giấy chứng minh hoặc tài sanh rồi gì, cứ theo giấy đó mình cứ khai vô tu viện, mình cứ khai, không, mình cứ khai rồi đó thì bắt đầu thì ở trong tu viện người ta lấy cái giấy mình khai đó để đi trình với cái nơi mình đến ở đó, để người ta biết đó là mình có giấy tờ đàng hoàng ở địa phương nào đến đây, thì coi như bảo vệ cho cái sự an ninh cho mình ở đây mình tu tập. Chứ còn cái vấn đề mà mình tu hành thì nó không cần cái tuổi tác mà phải tuổi đúng, đây không phải là nhà nước mà ở đây là cái mục đích của chúng ta tu để giải thoát, để giải thoát. Cho nên ăn thua là do chỗ cái tâm bất động thanh thản, ăn là vô sự mới toàn, hãy nhớ như chỗ đó. Cho nên các con khai sao cũng được hết, nhưng mà phải họp với giấy tờ để cho nó bảo đảm cái sự bình an cho mình ở tại địa phương khác, có vậy thôi. Chứ còn mình khai trật cái giấy tờ của mình thì nó cũng khó khăn cho mình, mặc dù là mình khai đúng ngày sanh tháng đẻ của mình đúng. Ở đây không phải là cái nhà mà coi ngày giờ tốt xấu, coi tuổi tác, kim một tỷ qua thổ còn hiểu không? Ở đây không cần cái chuyện đó, mà con không cần coi hướng tuổi con, cái hướng nào tốt hướng nào xấu để cất nhà xây cửa hay xây mồ mả đồ, không có. Ở đây hoàn toàn có mấy con, không, ở đây là không phải thầy địa lý mà cũng không phải chiêm tinh nữa, cho nên vì vậy không cần khai đúng, phải không? Chỉ cần khai đúng giấy tờ để cho mình được yên ổn mình tu thôi, để cho mình giữ được cái tâm bất động, để cho mình lìa hết tất cả những cái
sợi dây ái cái sử bên ngoài, những cái tham sân si, những cái chướng ngại pháp. Đó là cái bức thơ thầy trả lời cho con. Bây giờ thầy gửi lại con. Rồi ráng tu tập tiến lên con. Thầy con thấy con tiến bộ ráng rồi nha, không có chịu thua rồi nha. À, về cái phần hôm nay thầy tiếp tục thầy kiểm tra. Và cái phần mấy con gửi đây là thầy kiểm, thầy coi trong cái sự tu tập của mấy con ra trong tâm nhiếp tâm như thế nào đây. Rồi thầy cũng xét sơ qua trong 5 phút để coi cái tâm của mấy con mới vô đầu coi nhiếp được hay không được thôi. Rồi thầy sẽ coi trong cái những cái bức thơ mấy con trình thầy đó, cái thời gian mấy con tu tập như thế nào, trả tâm thế nào, an trú như thế nào, nhiếp tâm được hay không được. Rồi thầy xét và đồng thời thầy sửa cái tâm của mấy con ngay ngắn lại thôi. Đó không? Bắt đầu bây giờ tới con lên đây ngồi mau. Rồi để. Rồi rồi, lần lượt hết mấy con hết, không có tha người nào hết, để thầy sửa cái lưng cho nó thẳng chút. Về bữa nay vô hôm qua hay không, bữa nay về chắc người nào cũng ráng sửa ngày ngắn hết á, có thể là vừa dắt cho thẳng rồi á. Bởi vì có thầy mà thầy dẫn dắt mấy con từ cái thân phải ngay thẳng, rồi cái tâm nó vẫn đứng lên chứ đâu có thua, không thua ai, nhất định là không thua ai, phải đạt được á. Bây giờ về cái phần tu tập cái tâm nữa con, là cái phần này thầy kiểm rồi ngày mai cũng vào cái giờ 3 giờ khi mấy con sinh hoạt cái lớp học xong, thầy sẽ đến và thầy sẽ dạy về cái phần tâm. Cái phần thân thì thầy đã ổn định cho cái thân mấy con ngồi rồi, nhưng coi vậy chứ nó cũng còn quen chứ chưa phải là nó ngồi cái nó ngay liền đâu. Thì trong vòng một tuần lễ thầy có một ngày thầy kiểm lại cái ngồi. Mấy con nhớ đặng cho mình ráng nhớ cái chỗ nào mà thầy sửa thì mấy con nhớ, khi ngồi mình nghiêng qua chút thì nó lấy lại, chứ còn mình để theo cái chiều mà nó thuận như hồi nào tới giờ thì nó cứ nghiêng hoài. Mấy con nhớ, mấy con khi mà ngồi mấy con biết nó ngay ngắn, mấy con thấy nó ngay rồi thì mấy con nghiêng qua bên đây chút đi, nó không nghiêng đâu mà nó thẳng đó. Cái hồi mấy con ngồi nó nghiêng vậy mấy con thấy nó thẳng, nhưng mà sự thật đó, nó đang nghiêng. Mà khi mà thầy đã sửa mấy con đó, thì mấy con biết cái hướng nào đó, mấy con sẽ nghiêng nó qua một chút. Mấy con nhớ không? Hẳn rồi một tuần lễ sau thầy kiểm lại, nếu mà cái đầu còn nghiêng nữa, bây giờ thầy ghi sổ này, đầu nghiêng phía nào thì biết hết rồi. Mà nếu mà không sửa là thầy mai mốt thì lấy dây thầy trói qua cái cột đó. Bây giờ thầy kỹ lưỡng như vậy đó, để cho mấy con phải tập cho được, chứ không khéo mấy con tập hoài mà không được, phải không? Thân không được thì làm sao tâm cho được. Còn cái tâm á thì mấy con yên tâm, thầy sẽ lần lượt thầy sẽ dạy để con mới nhiếp tâm được và an trú tâm được, rồi xả tâm cho nên đến khi tâm bất động, mấy con ở trong cái trạng thái tâm vô lậu, đó là mấy con chứng đạo. Chứ không có cái gì chứng đạo đâu, có phải thần thông phép tác bay trên trời, tiêu mây quá lửa quá gió gì đâu, không có cái chuyện này, không có đâu. Nhưng mà ngồi đây mà ai chửi không giận nó là được rồi, các con hiểu không? Nó tâm bất động thì thầy sẽ dạy mấy con cái điều đó để cho mấy con đúng như cái sự giải thoát của đạo Phật thôi. Mình làm chủ được thân tâm của mình, và từ cái chỗ mà tâm bất động đó đó thì mấy con đủ cái lực, mấy con muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Bởi vì cái vô lậu, cái tâm vô lậu thì nó phải có cái lực vô lậu, có hiểu không? Mà cho nên vì vậy thầy muốn nói cái lực vô lậu thì nó có cái tên ở trong kinh sách, nó nói là tứ thần túc, nhưng mà sự thật nghe nghe nó thành không quá. Nhưng mà chúng ta không cầu cái đó đâu, nhưng mà khi tâm vô lậu rồi giờ không muốn nó cũng có nữa. Các con hiểu điều đó. Khi mà mấy con cứ giữ cái tâm bất động cho thầy vô lậu thì mấy con độ có cái sức lạ kỳ lạ mà nó làm chủ được, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Thì lúc bây giờ mấy con biết mình cũng hay chứ, mình thấy rõ ràng cái thân của mình, cái thân nó giòn bở, nó dễ chết chết hả? Thế mà nó lại có cái lực kỳ lạ thật sự, nó làm chủ được. Đó, thì mấy con cố gắng từ cái chỗ bất động đó mà mấy con sẽ có. Mà ngoài cái chỗ bất động đó là mấy con có là mình tưởng, ý tưởng an toàn. Cho nên cố gắng thầy sẽ chịu khó mà thầy hướng dẫn. Chừng ông nội đệ tử thầy như đây mà chứng hết cũng đủ thầy mừng. Thầy không cần đâu. Phải không mấy con? À, cho nên vì vậy mà mấy con, những người mà lãnh cái trách nhiệm ở trong cái cư sĩ đoàn của mình, ráng cố gắng làm việc. Chịu khó mà vượt khó, để qua cùng nhau giúp đỡ nhau tu tập. Có người dạy sẽ khác, nhưng mà mình đừng có chấp. Ráng cố gắng, Gia Lộc ráng cố gắng. Không có được bỏ cuộc, bỏ cuộc là dở. Không có được từ trước mà ở đây là trưởng đoàn mà từ trước sao được, không có được từ trước được. Bây giờ ông trưởng đoàn nè phải ghi cho lại thầy lợi nè, bữa đó ghi thiếu nè, ổng kim luôn thư ký nữa nè, hình ông trưởng đoàn kim luôn thư ký nè, Minh Nghĩa là phó đoàn nè,
làm kim giám luật luôn nữa nè. Rồi còn bác Hữu Quang á thì làm giảng viên đoàn, còn kia không có ai hết. Bây giờ đủ rồi đó, bài bản rồi, thì ông trưởng đoàn phải ghi lại cho thầy chứ không có trốn, không có đi, phải lo tu tập á. Thầy mà kiểm tra đàng hoàng để giúp đỡ mấy con, mà mấy con bỏ đi là mấy con khùng mấy chứ ở đó, phải không? Mấy con chỉ thần kinh rồi ấy, chứ ở điên gì, đời khổ rồi chết mà được thầy dạy vậy mà không mừng, phải không mấy con? Nhưng mà ngày mai là tới phần tâm rồi đó mấy con. Bữa nay là thầy kiểm tra phần thân, ngày mai phần tâm, thầy sẽ dạy từng bước chứ. Cái nào sai, cái nào đúng, thầy diệt lần hết để cho mấy con tu cho đúng. Và tới nơi tới chốn chứ không kéo. Nói tôi mặc cái áo cười kỹ thì tôi không được, thua mấy ông thầy thì đâu được. Coi gì chứ thầy chuẩn bị cho mấy con để tiếng nói của mấy con. Cư sĩ tu chứng chứng mà chứ đâu phải là cư sĩ tu không chứng đâu, đâu phải đợi xuất gia. Nhưng mà nói vậy chứ phải sống đúng giới luật hết đó. Thanh quy thầy rõ ràng mà mấy con, bởi vì phải sống đúng thanh quy thì mấy con tu mới được, được mấy con. Cho nên vì vậy đừng có nghĩ là chiếc áo mình tu không được. Rồi tới cái dịp mà thầy thấy cần xuất gia để cho mấy con buông bỏ hết, buông bỏ hết các ái ly gia mà mấy con không còn dính dắt nữa, thì khi mặc chiếc áo xuất gia rồi thì mấy con hoàn hoàn thành thanh tịnh, không phải như quý thầy còn chạy tới dễ lui đâu. Không, đến đây thầy xin chấm dứt, chúc mấy con tu tập tốt mấy con. Ơi cảm ơn. Còn nhắc ghế ngồi đây đây. Ai cũng muốn làm chủ sự sống chết đau khổ của mình, đời khổ quá. Nhưng mà thầy tu rồi thầy biết cách thức mình làm chủ như thế nào, thầy mới truyền dạy lại. Nhưng vì cái cuộc đời nó nhiều cái sự ràng rệt quá mấy con, gia đình, con cái, người đời sống đủ thứ, buông bỏ đâu phải dễ, quá khó. Cho nên thầy cố gắng, thầy đến các cái lớp của cư sĩ thầy khích lệ lắm. Còn tu sĩ thì thầy khuyên lên khi mình xuất gia rồi, đi gia các ái rồi thì đừng có về gia đình tới lui nữa. Về gia đình tới lui tu không có được, ở trong chùa hoặc là ở trong tu viện chuyên cần siêng năng để cho mình tu thật, tu thật cho được, nghĩa là làm chủ sự sống chết. Đơn giản lắm mấy con, tu tập không có khó, không có khó. Bởi vì cái tâm đạo Phật nó không phải dạy cho mình tu cái gì cao xa hết, mà cái tâm của mình rõ ràng là cái tâm vô lậu. Vô lậu là chỗ nào ấy con thấy? Nó bất động, nó thanh thản, an lạc, vô sự. Cái trạng thái thanh thản là cái tâm mình nó thanh thản mấy con, nó không nghĩ ngợi điều gì. Các con nhận ra được cái điều này. Còn cái thân mình nó an lạc, nó ngồi, nó không mệt mỏi, nó không đau nhức, nó không tê chỗ này chỗ kia, là cái thân an lạc, có phải không? Bất động là ai nói gì nó không có động, nó nghe, nó biết hết, nhưng nó không giận, không hờn, không có chú ý ra ngoài. Luôn luôn nó ở đây, nó biết hơi thở ra, hơi thở vô, mà nó nghe hết chứ. Nó biết hơi thở ra vô, nó không quên hơi thở nó, nhưng mà nó không tu trong hơi thở. Nó bởi vì khi nó ngồi im thì nó thấy gì mấy con biết, thấy hơi thở. Mà thấy hơi thở thì nó nhìn cái tâm nó, thì thấy cái tâm nó không có nghề niệm gì hết. Thì đó là thanh thản cái gì. Mà nó nhìn cái thân, nó thấy thân không đau nhất, thì thân an lạc gì. Mấy con thấy đơn giản quá. Nó quay trở lại, nó nhìn cái thân, nó quan sát thử cái thân thì thấy không có chỗ nào mỏi mà tê đau nhất hết. Thì đó là an lạc của thân chứ sao. Mà nó nhìn cái tâm nó coi có khởi cái niệm gì, có nghĩ gì không. Nó thấy không có cái niệm gì khởi, thì đó là thanh thản cái gì mấy con, phải không? Mà bên ngoài người ta nói này, người ta nói kia, nó cũng không lưu ý đó. Thì tức là nó không phóng dật, phải không? Nhưng mà người ta chửi mắng nó không giận, thì tức là nó bất động. Đơn giản. Các con thấy rất là đơn giản. Nhưng tu rất khó mấy con. Rất khó. Biết rồi mà bảo vệ nó. Cho từng cái giờ này cho đến giờ khác là một cái vấn đề tập tu. Mấy con thấy khi mà nó yên lặng, nó thanh thản, an lạc, vô sự, nó bất động vậy rồi, thì nó đâu có chịu nằm yên đó mấy con. Nó gột, nó buồn ngủ mấy con. Không phải không, nó tới im lặng nó buồn ngủ. Mà không thì nó nghĩ cái này, nghĩ kia lăn sang hoài. Mấy con xét có phải đúng không thầy, nói có đúng không? Cho nên nó đâu có dễ đâu. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy mình có cái pháp như lý tác ý. Nếu mà không có pháp như lý tác ý, chúng ta ngồi đó thì cố gắng mà tập trung trong hơi thở, hoặc là tập trung trong một cái đối tượng, một cái phương pháp nào đó, thì chúng ta đều bị ức chế tâm, đều bị ức chế tâm hết. Bây giờ thầy niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thì câu niệm Phật đó nói giúp cho cái ý thức của thầy nó không khởi niệm, tức là nhất thất nghiệp nhất tâm bất loạn mà mấy năm, thì nó bị ức chế cái tâm tham sân si phiền não của mình. Nó không khởi niệm ra thì nó không tham sân si, nhưng mà nó không tham sân si là ức chế vô trong, nó không khởi ra nó ức chế đâu. Nhưng mà khi mình xả ra bình thường, mình không còn niệm Phật đó,
thì ai nói nặng mình tiếng thì nó giận còn dữ tợn, bị ức chế, nó tức giận lên hơn. Không biết con thấy nó nguy hiểm lắm. Cũng như bây giờ mình ngồi đây mình nương cái hơi thở vô, mình biết hơi thở ra vô, mình tùy tức hoặc là mình sổ tức, thì mình dùng cái hơi thở tức là mình bị ức chế. Bởi vì cái tâm của mình nó thường thường là nó khởi niệm là nó do cái tâm tham sân si phiền não lo lắng sợ hãi gì đó, nó mới nghĩ, nó lo lắng, nó buồn phiền, nó mới nghĩ. Chứ nếu mà nó không còn giận hờn phiền não, không tham si thì nó không nghĩ. Tại vì bây giờ nó còn tham si, mà nó còn tham si tức là hữu lậu mấy con. Vì vậy mà một người tu mà biết được cái trạng thái tâm vô lậu và cái trạng thái hữu lậu rồi thì bắt đầu người ta sẽ tác ý, tác ý mình tác ý. Tương tự người ta dùng cái trạng thái bất động vô lậu đó mà người ta nhắc nó tâm bất động, thân trạng an lạc vô sự, rồi chúng ta ngồi yên lặng, ngồi im lặng nhìn coi cái tâm mình nó có niệm, nó sẽ có niệm, nó sẽ có niệm. Thì khi mà nó có niệm thì mình nhắc tâm bất động, thân trạng an lạc vô sự, tất cả các pháp đều vô thường, thì niệm này cũng là pháp vô thường mà thôi, đã đi chỗ này bất động thì do đó nó sẽ yên trở lại. Rồi chúng ta lại ngồi yên một chút, chừng nửa phút, chưa được một phút đâu, thì nó lại có một cái niệm nữa. Thì mình lại tác ý mình cứ như vậy, mình tác ý tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, thì nó trở về cái sự bất động của nó. Thì bỗng dưng mình ngồi đây mình thấy cảm thọ có một con mũi cắn ngứa hoặc là một con kiến, mình nhắc thọ là vô thường, hồi nãy kiến không cắn, mũi không cắn, bây giờ cắn mặt mày, cắn tạm đuổi kệ, thì chút xíu nó sẽ đi rồi mấy con, nó sẽ đi, nó không cắn mình nữa đâu. Mình đừng có nhúc nhích, mình nhúc nhích nó cắn mình nhiều, nên mình ngồi bất động kệ. Nhân quả đời trước mình đã gieo thì đời nay mình phải chịu thôi, vui vẻ mà trả quả. Hồi đó mình không biết chừng là mình cũng là con kiến, mình cắn người ta, rồi bây giờ mình trở thành người ta, nó trở thành kiến, nó cắn mình lại chứ sao, nhân nào quả nấy chứ chạy đâu khỏi. Bây giờ cho nó cắn lại chút có gì đâu, không mà bây giờ nó trả cho nó hết cái nợ kịp tiền kiếp chứ. Bây giờ hở mỗi chút nó nghe ngứa ngứa chỗ này là đặt cái chết mũi rồi, thì mình còn tạo thêm cái ác nữa mới thôi. Cho nên bình thường mũi cắn lẽ có bao giờ mũi cắn chết mình bao giờ đó, mình đừng có suy nghĩ rằng nó cắn nó truyền di trùng rồi đây là bệnh xuất huyết rồi này, ở đây không có mũi cắn người ta sao mà có ai xuất huyết đâu. Cái chuyện xuất huyết bây giờ thật sự ra bây giờ có nói có mũi xuất huyết thì nó cũng vậy thôi. Con thấy cái vùng nào mà người ta bị xuất huyết người ta kiếm cách người ta nói này kia, chứ sự thật ra cái vùng đó là cái vùng không vệ sinh, ăn ở không vệ sinh. Nó mới vậy chứ còn nếu một người mà ăn ở vệ sinh thì mấy con làm sao có mũi cắn mình. Còn thấy bây giờ mình cứ để cây cỏ ôm tùm như thế này, bây giờ mình ngồi đây thử coi nó có cắn mình không, chứ còn mình quét dọn sạch sẽ vậy mũi có vô không mấy con, tao không hiểu. Chứ bây giờ mấy con vô cái đám cây rừng rậm mà mấy con ngồi trong đó coi mũi nó vu mấy con cắn chứ ở đó, tại vì không vệ sinh. Thật sự ra con người của mình có cái đức vệ sinh cho nên nó đem lại sự bình an cho mình, đừng sợ gì. Cho nên đối với con mũi mà bây giờ mình đã giữ vệ sinh rồi mà đâu nó bay đến nó cắn, đây là cái nhân quả đời trước như vậy. Bố thí nó chút máu cũng đâu có sao đâu, cũng mình như cho cái người đói bát cơm có gì, có phước chứ sao mấy con. Cũng như bây giờ mấy con nghe trong bệnh viện có người bệnh nó cần máu thì cái người đó nó tôi sẵn sàng tôi cho máu, phải người ta bố thí máu không mấy con, người ta ca ngợi cái lòng hảo tâm đó lắm chứ. Thì mình bố thí cho con mũi không cần ai ca ngợi hết, chứ mình cũng biết là cho nó chút nó không có phải tốt không mấy con, đừng giết nó mấy con. Không, thầy muốn khuyên lên mấy con thật lắm, tức là cái đức hiếu sinh của mình, đức hiếu sinh bố thí, bố thí cho loài vật cũng như bố thí một con người, sự sống của con mũi cũng như sự sống của mình. Chắc con mũi nó không muốn chết đâu, nhưng mà cái thời gian của nó từ cái ngày nó sanh cho đến khi nó chết nó ngắn lắm, nó không bằng mình đâu. Cái tuổi thọ nó ngắn, tội nó. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết được cái loài vật sinh ra nó mau chết lắm, rất thương, có gì chúng ta nên giúp đỡ cho nó ăn. Nó chết rồi nó sẽ thành người, không biết chừng nó tạo được cái duyên nó thành người. Cũng như bây giờ nó quấn quýt ở bên các con đang tu, nó quấn quýt, nó sẽ sanh làm người, nó sẽ tiếp tục tu. Cái từ trường tu của mấy con nó ảnh hưởng đến nó ghê lắm. Nó sẽ sanh làm người và nó cũng có duyên, nó cũng sẽ lập được những cái phương pháp. Mấy con đi kinh hành, mấy con ngồi tu, nó xung quanh mấy con, chứ nó có sự giao cảm, giao cảm của nó. Thành ra khi mà nó chết, nó bỏ thân, nó rời, thì nó cái nghiệp của nó sẽ tương ưng với
cái từ trường tu tập của mấy con nó sẽ sanh lên làm người già, nó sẽ gặp Phật pháp, nó tu tập nữa. Con người với con vật nó chỉ thay đổi một cái lớp nghiệp. Chúng ta hôm nay ngồi đây là cái thân người, nhưng khi bỏ thân này thì chúng ta là con muỗi. Nếu chúng ta không khéo thì nhân quả nó sẽ, chứ không lẽ bây giờ thầy đập muỗi thầy chạy đâu khỏi, thầy là con muỗi nữa. Thầy giết con muỗi thầy phải trả bằng con muỗi chứ, nhân nào quả nấy chứ, đâu có chạy. Cũng như bây giờ thầy bắt con cá thầy làm thịt, thầy phải trả quả là thầy phải phần con cá chứ sao, để cho người ta ăn thịt lại chứ con đâu có chắc chắn rồi. Cái nhân quả mà nó rất là kỹ lắm mấy con. Cho nên khi một người tu chứng rồi, người ta nhìn con mắt nhân quả, người ta thấu suốt, người ta thấu suốt, người ta biết cái đời trước mấy con là con gì mà bây giờ mà thành ra con người đó. Thôi mấy con làm sao mấy con, bởi vì cái đôi mắt nhân quả người ta mới thấu suốt được nhân quả, mà gọi là thiên nhãn minh mấy con, hay là túc mạng minh. Cái minh túc mạng minh biết đời trước mình là gì đó, gọi là túc mạng minh. Nhưng mà cái người mà tâm vô lậu thì người ta sẽ có cái tuệ đó mấy con. Tại sao khi mấy con ở trên pháp tứ niệm xứ, mấy con giữ cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự bảy ngày đi, bảy ngày đêm, suốt bảy ngày đêm mấy con, thì có bảy cái năng lực giác chi. Khi mà các con ngồi khoảng bừa một tiếng đến một tiếng rưỡi đồng hồ hoặc nửa tiếng thôi, thì mấy con cũng thấy được cái kinh an giác chi xuất hiện. Cho nên khi nào mình con ngồi mà thấy không có niệm gì hết, mấy con thấy sao nay nó an lạc, à, đó là kinh an giác chi nó xuất hiện rồi mấy con. Giác chi, bảy giác chi nó xuất hiện lần lượt theo cái tâm của mình. Khi mà mình ngồi mà cái tâm mình nó không còn niệm gì, nó bất động, nó thanh thản, an lạc vô sự, thì mấy con sẽ thấy đó là định giác chi. Nó xuất hiện cái định giác chi. Mà khi mà cái định giác chi nó có rồi thì cái khinh an giác chi nó sẽ có nữa. Mà hãy có khinh an giác chi thì hỷ giác chi nó xuất hiện. Mà hỷ giác chi nó xuất hiện thì trạch pháp giác chi nó xuất hiện. Cho nên lúc bây giờ mà khi mà mấy con có được cái tâm an trú được rồi, có khinh an giác chi, có hỷ giác chi rồi, cái thân bệnh mấy con tắc ý là đuổi đi đó mấy con. Nó trạch pháp giác chi mà, nó trạch là nó chọn lựa câu đó, nó tắc ý cái bệnh đi liền. Nó là một cái lực của nó rồi, cái lực của trạch pháp. Còn giờ mình chọn một cái câu nhưng mình không có được nhiếp tâm và an trú được, cho nên mình đuổi bệnh lâu lắm, đuổi nó không đi, nó cứ đau đau hoài. Còn kia khi mà mình có được kinh an, có được nhiếp, tức là mình an trú được rồi. Mà khi mình an trú được rồi thì cái thân mình nó không còn đau nhiếp, tức là nó làm chủ rồi. Các con thấy không? Cho nên bây giờ thầy dạy mấy con nhiếp tâm này rồi an trú là mục đích để cho chúng ta thực hiện được cái sự tu tập đó, mà cái kinh an, cái hỷ giác chi, cái định giác chi nó xuất hiện. Mà các con nhiếp tâm được thì cái định giác chi nó mới xuất hiện. Mà các con nhiếp chưa được, cứ vọng tưởng hoài thì định làm sao có. Mà định không có thì làm sao có kinh an giác chi, có hỷ giác chi mấy con. Mà khi cái thời gian bảy ngày đêm với cái ngồi như thế này, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, nó xuất hiện đủ bảy giác chi. Mà đủ bảy giác chi tức là tứ thần túc. Nó có bốn cái lực như thần, gọi là tứ thần túc. Lúc bây giờ mấy con muốn chết, hồi nào chết nó bảo thân này tỉnh chỉ nó ở, nhập tứ thiền, nó tỉnh chỉ nó nhập tứ thiền. Cho nên thiền định không phải ngồi tu mà được, mà có định như ý túc. Trong tứ thần túc nó có định như ý túc. Không lẽ bây giờ có định chưa, mình chưa có định như ý túc mà nhập xong nhập định được mấy con. Định như ý muốn mà. Còn giờ mình chưa có cái lực định thì không bao giờ mà ai ngồi thiền nhập định được. Cho nên hầu hết mình đến các trường thiền, mình thấy người ta ngồi thiền nhập định, sự thật họ có thiền định gì mà tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta như thế nào mấy con đấy, dạy chúng ta ngăn ác diệt ác, sân thiện tăng trưởng thiện, để ly dục ly ác pháp, chứ đâu dạy cho chúng ta ngồi thiền. Các con thấy mới vô đầu thì Đức Phật dạy mình tu tứ tiến cần gì, phải siêng năng cần mẫn hằng ngày ly dục ly ác pháp. Người ta chửi thì mình làm sao, mình đừng để tâm mình giận, thấy một cái vật đó thèm muốn ăn thì giờ này không được ăn phi thời, mình cấm mình liền, để cho cái tâm dục mình nó không có theo. Bây giờ ngồi đây cứ buồn ngủ, nó gục tới gục lui, thì phải đi kinh hành để cho đừng gục nữa, thì làm cho cái dục này nó phải lìa ra, nó lìa ra. Cái mục đích của Phật là ngăn ác, diệt ác, sinh thiện tăng, mà tất cả những ác pháp này mà không lìa, mà ngồi thiền là ngồi cái dây. Tử thần túc nó không có, làm sao mà thiền đến gì mà nhập được. Cho nên ngồi đây mà ức chế tâm thì nó lọt trong tưởng thôi. Chứ nó làm sao mà thiền đến dây. Các con hiểu chưa? Cho nên tu hoài mà rốt cuộc rồi bây giờ tới 80-70 tuổi, các vị hòa thượng cũng không ai làm chủ được cuộc sống chết. Công phu rất là nhiều mà cuối cùng không có vị nào làm chủ được sinh già mình chết. Quá uổng mấy con. Hằng ngày thì các vị thật sự ra thầy tổ của chúng ta không phải là không siêng năng,
nghĩa là lần chuỗi cái bóng, cái sâu chuỗi bóng lộn, luôn lúc nào cũng lần chuỗi, rồi tứ thờ tụng niệm công phu không có bỏ, bái sám hẳn hồi, tới cái ngày sám hối thì vẫn sám hối hẳn hồi hoàn toàn, thế mà không làm chủ được cuộc sống chết mấy con. Bởi vì nó sai pháp rồi, nó không đúng, đâu có cầu Phật phù hộ mình được, đâu có lại Phật mà hết sống mà được sám hối đâu, mà chính mình phải thấy được cái lỗi của mình sửa, mình đừng có làm lỗi nữa. Như bây giờ ăn ngủ phi thời mà mình không sửa, mình lại Phật bảo mà giúp cho mình ăn ngủ đừng phi thời sao được. Tao còn thấy ăn ngày ba bữa là phi thời, mà Phật dạy ăn ngàn bữa thôi, mà giờ nó đói bụng quá thôi tôi ráng ăn tô mì thôi, hoặc là cái gì đó uống ly sữa đi, thì cái đó là phi thời rồi. Mà bây giờ Phật nào mà bảo mình giúp mình ăn uống một bữa được, tự mình phải tự nguyện tự giác khắc phục không ăn phi thời. Giờ buồn ngủ thì không được ngủ phi thời, giờ ngủ thì cho ngủ, mà giờ không ngủ thì không cho ngủ. Các con thấy thầy chỉnh lại cái tập thời khóa tu tập trong thời Đức Phật. Trong thời Đức Phật có cái thời khóa tu mấy con, tôi rất rõ ràng. Trong thời Đức Phật các vị tỳ kheo không ngủ, nghỉ chứ không ngủ mấy con, nằm xuống nghỉ để mong thức dậy tu tập, chứ không được ngủ. Còn ngủ nó quê, còn nghỉ thì tức là mình nằm nghỉ, tức là tỉnh mấy con, cho nên nằm nghỉ chứ không được ngủ. Đó, mấy con thấy cái thời khóa Đức Phật nó rất tuyệt vời. Cho nên chúng ta biết tại sao mà nghỉ ngủ nó khác nhau. Các con ngủ là các con mê, các con không biết. Còn người ta nghỉ tức là người ta biết, người ta đang nằm nghỉ ngơi, thân không có hoạt động, tâm không nghỉ ngợi. Còn mấy con tại sao mấy con nằm mấy con ngủ thì cái tâm mấy con mới không có nghỉ, còn hệ thức thì cứ nghỉ lung tung. Có phải không? Như vậy là cái tâm mấy con có nghỉ đâu, có nghỉ đâu. Còn cái người tu thì cái tâm người ta không có nghỉ, người ta nằm đó với cái tâm nó im lặng, nó bất động. Tại vì người ta tu cho nên người ta bất động được. Còn mấy con không tu thì mấy con thức thì cái tâm mấy con nghĩ, chứ cái thân của mấy con, cái tâm con suy nghĩ thì cái thân của mấy con nằm nghỉ đó. Mà khi mà cái tâm nó ngủ thì nó lại quên mất hết, nó không biết gì hết, trộm vô lấy đồ đi mất rồi cũng không hay nữa. Đó là nó ngủ. Còn cái người mà tu sĩ mà theo đạo Phật nó nằm nghỉ, nó ăn trộm vô vừa bước nhẹ nó cũng mê nghe nữa, chứ đừng nói chuyện không nghe, nó tỉnh. Đó là cái sự người tu không có ngủ. Như giờ thầy đâu có ngủ, thầy nằm nghỉ đó, chứ mà ai làm gì thầy biết hết. Mà ngày này qua ngày kia mà mấy con thấy thầy có mất sức khỏe chỗ nào đâu, tại đi thầy già thầy ốm rồi, chứ còn nếu mà thầy còn trẻ thầy mập thì đi không nổi nữa chứ. Mấy con thấy thầy năm nay là tám mấy, gần 82 tuổi rồi, nhưng vẫn khỏe khoắn, vẫn thuyết giảng, vẫn soạn bài, vẫn viết sách, thầy vẫn trả lời tất cả thư từ, vẫn đứng lớp dạy và hướng dẫn cách thức tu, hướng dẫn cách thức ngồi thân cho ngay thẳng, rồi hướng dẫn tâm để nhiếp tâm và an trú, để rồi xả tâm ly dục ly ác pháp, để đem lại cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Sau khi xả được cái tâm rồi mới đưa họ vào trong cái trạng thái bất động để kéo dài cái thời gian 7 ngày đêm, cho bảy cái năng lực của giác chi xuất hiện đủ. Khi mà bảy năng lực giác chi xuất hiện đủ thì bảy năng lực đó nó là tứ thần túc. Vì vậy mà muốn dùng một cái lực của tứ thần túc này để nhập các định, thì bắt đầu bây giờ thầy mới dạy cách thức. Bây giờ dùng định như ý túc, bây giờ chúng ta dùng cái lực của như ý túc của chúng ta để mà chỉ đạo cho nó vào cái sơ thiền, thì lúc bây giờ mới nhập sơ thiền. Các con thấy nghe sơ thiền, cái danh từ sơ thiền trong kinh nói rất rõ, ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Đầu tiên mấy con chưa có định ý túc thì mấy con ly dục ác pháp nhập tứ chánh cần, chứ không phải nhập sơ thiền. Phải không mấy con? Nói bây giờ tứ chánh cần ngăn ái diệt ác thì tức là mấy con ly dục ác pháp bằng phương pháp tứ chánh cần, cho nên mấy con nhập tứ chánh cần, chứ sao lại mấy con nhập được sơ thiền. Sơ thiền khi nào có tứ thần túc mấy con mới nhập sơ thiền. Vì vậy mà ly dục ác pháp của tứ chánh cần không có năm chi thiền. Năm chi thiền không có, tầm tứ hỷ lạc nhất tâm không có. Có phải không mấy con thêm? Bởi vì thầy ngồi đây đâu có trạng thái nào gì đâu đâu, thầy bình thường như mọi người chứ đâu có hỷ lạc, đâu có gì đâu. Nhưng mà có niệm gì thì ngăn thì diệt hết, tức là ly dục ác pháp. Các con thấy chưa? Đúng không? Con mấy con đó. Chứ đâu phải thầy ly dục ác pháp nhập sư thiền được. À, bây giờ tới tứ niệm sư.
Khi mở tứ chánh cần mấy con phân biệt rõ tứ chánh cần nó tu khác mà tứ niệm xứ tu khác mấy con. Nó có phương pháp tu đàng hoàng. Trong tứ chánh cần thì khi có một niệm thì tác ý tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự, các niệm phải lui ra hết. Đó là tác ý ở trong tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác thôi, đuổi ra. Còn tứ niệm xứ không có mấy con, không có. Tứ niệm xứ thì cảm giác toàn thân, tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân đi. Bắt đầu bây giờ cái tâm nó sẽ biết hơi thở ra vô mà nó cảm nhận toàn thân chứ nó không chú ý được hay là. Nó biết hơi thở nhưng mà cảm nhận toàn thân cho nên nó không có tập trung trong duy nhất của hơi thở đâu. Đó là trên thân quán thân hoặc là trên tâm quán tâm. Tự nó khắc phục tham ưu cho nên khi tứ niệm xứ thì không có niệm. Còn tứ chánh cần nó có khởi niệm này niệm kia hôn trần thì nhiên nó xen vô. Đó, mấy con thấy không? Bởi vì mấy con phải phân biệt được cái pháp tu. Tứ chánh cần thì nó còn niệm khởi, nó còn cảm thọ mấy con, nó còn hôn trần thì nhiên. Còn khi qua tứ niệm xứ rồi thì không còn có nữa, cảm thọ không có. Con ngồi suốt ngày nó không mỏi không đau, ngồi viết già hẳn hoài không tê. Còn giờ mấy con kéo chân lên ngồi chừng nửa tiếng, một tiếng đồng hồ cứ nghe tê đau nhất quá thì mấy con tu tứ chánh cần chứ mấy đừng có tu tứ niệm xứ không có nổi đâu. Mà khi mà thầy biết cái tâm của mấy con đến cái mức độ mà tu tứ niệm xứ rồi, thầy đưa vào tứ niệm xứ mấy con chỉ trên thân quán thân, tự nó nhiếp phục tham ưu. Tất cả những tham sân si trong tâm của mấy con nó tự nó nhiếp nó ra hết, ở trên cái trạng thái quán thân là nó nhiếp, chứ nó không có cái tướng trạng hiện ra. Không thấy nó phải hiểu cái trạng thái tứ niệm xứ nó ra sao, phải hiểu cái trạng thái tứ chánh cần ra sao. Mình không hiểu, thầy thấy các trường thiền rốt cuộc rồi thầy đến quan sát cách thức của họ dạy, thật sự đó họ không hiểu tứ niệm xứ. Cư sĩ mấy con giới luật chưa nghiêm chỉnh, nghiêm chỉnh cũng vô tu nữa, vô trường thiền cũng vô tu co tu nữa. Tu cái gì mà giới luật không nghiêm chỉnh mà vô đâu tu. Bây giờ thầy nói tứ chánh cần mấy con tu cũng phải giới luật phải nghiêm chỉnh hăng hoài hoàn toàn mới vô được tu, chứ không phải là muốn tu đại. Quay nghi tế hạnh đi đứng không được, chạy nhảy không được mà vội vàng tất cả những cái hành cũng thôi. Mà khi mấy con mà vào tu mấy con phải mặc áo tràng hẳn hoài hoàn toàn, chứ mấy con mặc áo ngắn mấy con tu là thầy không chấp nhận được. Mấy con coi rẻ thường Phật pháp quá vậy. Mấy con đến lại Phật mấy con mặc áo dài thấy không? Mấy con cung kính cái gì? Pháp của Phật cũng phải cung kính chứ, tại sao mấy con ôm pháp Phật mấy con tu mấy con mặc cái áo ngắn? Có nhiều thầy, có nhiều cư sĩ mặc chiếc áo ngắn cho khỏe là ngồi thiền gì. Mà mấy con khỏe thì tôi ra đời cho nó khỏe đi, ở đạo không có khỏe điều này đó. Cứ quay nghi chánh hạnh của người ta, cái lòng tin pháp Phật, cái sự cung kính tôn trọng pháp Phật khi chúng ta ôm tu là chúng ta ăn mặc tề chỉnh nghiêm trang, cho nên chúng ta ngồi thiền là tướng phước điền của người tu. Các con thấy không? Mà chính cái hành động mà ăn mặc hẳn hoài mấy con mới ngồi ôn pháp mấy con tu, đó là người nhiệt tâm. Nhiệt tâm tu. Còn mấy con mặc áo ngắn mấy con tu là những người nhiệt không nhiệt tâm. Tu lấy có, tu chờ. Cho nên mấy con làm sao đạt được? Mấy con hiểu chưa? Cho nên thầy dạy rất rõ mà thấy cái tướng tu là biết người đó tu thật của tu giả. Không có gạt thầy được đâu. Con hiểu không? Đi kinh hành là ôm pháp hoặc chánh niệm tỉnh giác đi, chứ đâu phải mà đi chơi sao, mà lại ăn mặc ngắn như vậy đi. Bộ mấy người bộ giỡn với Phật pháp à, coi thường như vậy sao được. Ăn mặc nghiêm chỉnh, cho nên vì vậy mà tướng đi nó khoan thai nhẹ nhàng, tâm nhiếp chặt chìa tỉnh táo từng bước đi. Còn cái kia ăn mặc mà ngắn cũng vậy đó, lúc đi lúc chạy nữa hả, bởi vì dễ dàng quá mà. Thì mấy con thấy cái sai của con người tu, thầy nói thật sự ra sai Phật pháp, tức là sai hoài nghi chánh hạnh. Cái giới luật đâu có chấp nhận cái điều này mấy con. Cho nên tại sao mà Đức Phật nói phải tu giới rồi mới tu thiền định, giới định tuệ. Giữ luật không xong mà vô tu thiền định, hoài nghi chánh hạnh của mấy con ông có, mà ông vô đi tu thiền định là tu thiền định gì? Vừa ngồi thiền đi ra cái nói chuyện ó ré sùm như cái chợ, lên cái bàn ăn đó thôi cãi cọ sùm hạnh gì mà tu kỳ cục như vậy, cua chén cua bát rỗn rén còn cái gì mà tu hành. Nghĩa là vào cái khu rừng của Đức Phật ở không có nghe một tiếng nào, sao chúng ta không lấy cái gương hạnh của Phật mà tu. Cho nên thầy nói nội giới không á, mà khép chặt cái giới luật rồi thầy mới dạy tu thiền được, thầy mới dạy tứ chánh cần, dạy tứ chánh cần rồi mới dạy tứ niệm xứ, dạy tứ niệm xứ rồi mới dạy nhập tứ thanh định. Các con thấy rõ ràng không? Pháp đi từng lớp hẳn hoài mà. Chứ đâu phải muốn vô tu đại, nó thiền thiền đại sao không có được đâu. Cho nên từ lâu tới giờ thầy để tự nhiên, bởi vì công việc quá nhiều không thể hướng dẫn từng chút được. Cho nên thầy để ai vô cũng nhận vô tu, rồi cũng nói, cũng theo sách vở của thầy vô pháp tu, ai cũng tu. Cuối cùng không đạt ai hết.
Cho nên bây giờ không, phải khép mình trong khuôn khổ giới luật kỹ lưỡng hẳn hoi, rồi từng cái niệm, từng hướng dẫn, từng cách thức ngồi, chứ không thể để tự ngồi được. Rồi từng cách thức nhiếp tâm, rồi an trú tâm, rồi xả tâm. Bằng cách nào? Thầy sẽ dạy từng chút, từng bước một. Từng phút, rồi lên 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút. Chứ không thể để họ tu lần 30 phút. Trời đất, chưa có gì hết mà ngồi đó 30 phút. Bộ khoe chúng ta ngồi thiền giỏi. Sự thật, mấy con tu tướng rồi. Chứ rốt cuộc rồi, không ra gì hết. Tu hoài, dậm chân tại chỗ đó, đứng đó, không thấy tiếng bồi. Cũng thấy nó có giảm đó. Tâm mình nay cũng giảm sân lắm, họ chữ, chứ cũng ráng nhìn, chịu đựng được. Chứ mỗi lần nó không nhìn đâu. Không có đổ. Bữa nay thì tôi nhìn được, nhưng mà vẫn còn ấp ức trong bụng, chưa hết. Thì như vậy mấy con tu sao đây? Mà không hết, người ta tu phải hết chứ. Tu như cục đất vậy chứ. Chữ mắng gì chữ, không giận nữa. Thì như vậy mới tu chứ. Tu gì mà còn ấm ức trong bụng. Tuy không nói ra chứ, nghe nó dào dào. Đó, thì thầy nói vậy mấy con biết rồi. Khi nào muốn tu, thật sự mấy con quyết định tu. Ở đây không có tu thử đâu. Tu là làm chủ sự sống chết hẳn hòa hoàn toàn. Chứ không có nói chuyện mà tu thử là năm ba ngày, tháng nửa tháng. Vô đây quyết định. Đọc sách vở của thầy rồi. Mà mình thấy rằng thầy dạy rất rõ, Phật dạy như vậy, thầy dạy như vậy, cách thức như vậy, làm chủ sự sống chết vậy. Quyết định một đời tôi theo thầy. Tôi biết rằng tất cả các chùa ở trên cái hành tinh này, chứ không riêng nói Việt Nam đâu, không có ông thầy nào dạy tôi làm chủ sự sống chết như vậy đâu. Mà không rõ ràng pháp môn tu tập, không có cách thức rõ ràng như thầy dạy đâu. Mấy con đọc sách thầy, mấy con thấy thầy dạy rõ lắm. Rồi bắt đầu mấy con đọc kỹ hết rồi, hay không? Bây giờ mấy con đến đây xin thầy cho con cái pháp, mỗi ngày cho con bữa ăn. Con quyết định thầy dạy như thế nào con sẽ tập như thế này cho đến khi mà xong thôi. Nghĩa là con cố gắng, con làm chủ được sự sống chết của con là con công cụ ân thầy, và con nói lên được tiếng nói rằng Phật pháp đã sống được nơi con, tức là sống được ở trên thế gian này. Mấy con chỉ để đáp ơn thầy như đó thôi. Thầy không cần mấy con làm gì hết, không cần mấy con cúng dường tiền bạc cho thầy hết. Thầy bây giờ ăn ngàn bữa thầy ăn thầy cũng mắc cầm nhai nuốt lắm, còn tốt hơn ngồi thiền sướng hơn. Đối với thầy mà mấy con, thầy ngồi thiền thầy không cần ăn đâu, thiền với di thực pháp với xuống mãn mà. Thầy ngồi thiền tâm bất động rồi, tự nó nuôi dưỡng thầy trong cái sức thiền định của nó, tự cái cơ thể thầy nó sẽ hấp thụ được từ không khí nó nuôi thân nó. Thầy không mất miếng da mấy con, thầy ngồi một tháng hai tháng mất miếng da nhập chút nào đâu, không ốm đâu, sợ. Chứ không phải như mấy người nhịn đói bảy từng lệ bỏ bảy ngày có thấy là bò càng rồi. Thân nó còn như cái que, cái tâm thôi. Ôm nhôm nhất à. Còn thầy không có đâu mấy con. Một tháng, hai tháng, năm tháng, mười tháng ngồi bất động, không ăn thua gì, không đói khát, không gì hết. Mà vẫn y nguyên như thế này, không mất chút thịt, chút da gì hết. Không biết cô mang áo mặc ở đâu mà nó đem vô nuôi cái thân thầy đầy đủ, không thiếu gì hết. Đó, mấy con thấy không? Cho nên bởi vậy thầy mới dạy mấy con. Cũng làm được như vậy chứ. Thầy làm được, mấy con làm được. Thầy con người, mấy con thấy có khác gì mấy con đâu. Y như vậy á. Cũng bằng xương bằng thịt cũng sống, mà thầy dạy mấy con có khác gì đâu, ngồi chơi bất động tâm thôi chứ có gì đâu, cái tâm nào nghĩ đuổi nó ra hết không để. Còn mấy con cứ để nó suy nghĩ cái này tới suy nghĩ khác mệt mấy con chứ làm gì, phải không? Cho nên vì vậy tu rất dễ, không có khó gì hết, mà không chơi với ai hết, sống phòng hộ mắt tai mũi miệng, cho nên không nói chuyện với ai hết. Còn mấy con mà lơ mơ thì khép vô đây cho cái thất ở, không cho nói chuyện ba bữa thôi, xin vô trời con chết quá vậy, ở đây cô đơn quá. Sống mình chắc chết con quá. Thật sự thầy nói thật sự, mấy con chưa sống cô đơn một mình đâu. Mới đầu thì thấy hang vậy chứ, mà vô rồi một mình rồi tới chừng nó buồn cho mà chết được. Mà khi mà tập mà cái tâm mà nó chỉ quay vô rồi, nó thích sống một mình, không thích muốn nói chuyện ai đâu. Nó chỉ biết cái thân của nó thở ra thở vô. Khi mà tu tứ niệm xứ rồi mấy con, nó cảm nhận trên thân nó không muốn ra ngoài đâu. Nó luôn luôn ở không muốn ra, không muốn tiếp người nào. Lúc đó là lúc nó sắp sửa chứng đạo rồi. Còn cái lúc mà nó mới vô, nó chưa chứng đạo, thật phóng vật lắm, nó nhớ cùng tứ tung, nghĩa là đời nào nó cũng nhớ, nó còn mới vô nữa con. Nhưng mà hàng phục cái lúc đầu được rồi đó, thì sau này vô, nó chỉ quay vô trong thân mày, tức là tâm định trong thân rồi. Thôi thôi, lúc bây giờ dễ lắm rồi, sắp sửa tới nơi rồi. Tu bảy bữa là chứng đạo, không có khó. Mà cái lúc mà nó quay ra thì mấy con tu bảy năm chưa chứng, nó cứ ra ngoài không à. Nó là những cái kinh nghiệm mà thầy nói để cho mấy con nghe, mấy con thấy đi. Cho nên khi mà quyết tu, dù nam hay nữ, đừng có nghĩ rằng tu người nữ không tu chứng. Người nữ dễ tu chứng. Không có người nào không tu chứng hết. Cho nên trong cái thời Đức Phật, con thấy Đức Phật khi tu chứng rồi, thì về gia đình độ cha mình. Mẹ thì mất rồi, độ cha mình. Già vợ con. Cho nên La Hầu La mới 8 tuổi,
vợ đó bảo lao la bảo con xin gia tài của ba con đi, lao la chạy theo ông Phật đưa cái bình bát về, ông ôm bình bát thôi đi theo Phật tu luôn, tiêu ông nhỏ này rồi. Các con thấy không, cái gia tài tưởng là truyền cho cái ngôi vua, không, ông Phật không có truyền. Cho nên lao la lúc 20 tuổi, 19 tuổi chính quả là hám mấy con, chứ đâu có, ông Phật dạy đàng hoàng lắm mấy con. Cho nên cái bài mà định niệm hơi thở là dạy cho tuổi trẻ đó mấy con, dạy cho tuổi trẻ. Còn cái người mà lớn tuổi như các quan mà khi mà nghe Đức Phật chứng rồi đó, vua cha mới sai các quan mời Đức Phật về, về đất nước. Nhưng mà khi các quan nghe Đức Phật thuyết giảng rồi thì ở luôn, không không tỉnh bợt nữa, ở đó xuất gia tu luôn, bỏ gia đình, bỏ quan chức gì, bỏ hết ở đó. Đức Phật dạy tu xả tâm đó mấy con, tôi có xả tâm đó, tứ chánh tâm ngay đó, không cần tu định niệm hơi thở, lớn tuổi rồi xả tâm xả riết một tuần lễ hai tuần thì quý vị đều chứng quả là hết, tâm bất động. Các con thấy đâu có phải lâu đâu, tại vì mình không muốn bỏ thôi, chứ muốn bỏ là nó mau lắm. Các con bây giờ sắp xếp bỏ sao đi, vô đây thì dạy tuần lễ chứng đạo mặc sức hội thơ. Mấy con bỏ nửa chừng nữa thôi, vô đây cứ ngồi nhớ nhà thôi, đòi thầy chịu rồi không có được, cái chuyện đó không được, đừng có nhớ nữa, bỏ hết. Tất cả các pháp đều vô thường, và nợ nhân quả mới gặp nhau trên cuộc đời này, mới là con mà cái, mới vợ mới chồng, mới của cái tài sản, nó trói buộc một cách rất là độc, khó bứt nó ra lắm. Cho nên biết rồi, bây giờ thầy thật nói như thế, mày mấy con thấy nè, khi chết rồi mấy con không có giữ một cái gì được hết, bây giờ mấy con có hàng tỷ bạc mấy con không đem theo được cách nào hết, phải bỏ lại hết. Cho nên bây giờ đứa con thương lung nhất của mấy con cũng mang theo nó được, mà nó nghe anh mang theo nó sợ chết, nó cũng không theo luôn. Phải không mấy con thấy? Cho nên tất cả đều là nhân quả, cho nên mình cắt cái sợi dây nhân quả này đi, lo mà tu để cứu mình, chứ không khéo mấy con thấy còn tham sân si là còn tư vương tái sanh đó, không có chạy đâu khỏi, bởi xung quanh mình ai cũng có tham sân si. Mà giờ mình còn tham sân si thì không, người này làm cha người mẹ thì người khác cũng làm cha mẹ mình, không trật đâu hết. Các con hiểu chưa? Nó như vậy, cho nên vì vậy mà dứt tham sân si là không còn tái sanh luôn, không, mà muội lược được tham sân si thì ở trong tưởng tiếp tục tu vậy thôi. Bây giờ mấy con nghe thầy, mấy con làm muội lược, người ta chửi mấy con không có chửi là họ nữa, tức là mấy con muội lược cái sân mấy con rồi. Nhưng mà còn ấm ức bụng nè, nó chưa hết đó, thì do đó mấy con sẽ không tái sanh, không tái sanh, mà không tái sanh thì mấy con sẽ tiếp tục tu trong tưởng, cũng tới chứng đạo đó. Không quan tâm, nhưng mà phải biết cách, đừng có chết rồi đem thiêu đó thì hết tu rồi. Đem đi chôn đi cho nó nằm đó, rồi lần được đó thì mình sẽ giải thoát được. Đó, mấy con thấy chưa? Tu theo đạo Phật đâu phải khó, đâu phải mà như tập luyện yoga, thiền định ngồi đó, thiết già này cái ngồi chơi bình thường, ngồi bán già lưng thẳng ngang thẳng, hoặc là ngồi trên cái ghế thẳng thốn như thế này, rồi nhìn ra ngoài thẳng như thế này, rồi tập trung nhìn cái đầu của mình coi nó khởi niệm gì, mình đuổi hàng ngày giờ phút nào cũng lo đuổi những cái niệm làm cho chúng ta không còn khổ nữa. Có vậy thôi con. Rồi trong 5-6 ngày, tuần lễ, tháng, 2 tháng, 3 tháng, mấy con chứng lại. Hãy tâm bất động là mấy con chứng. Không có gì hết, nó là vô lậu là chứng rồi. Nó vô lậu là mấy con sẽ được giải thoát hoàn toàn. Hạnh phúc lắm. Ráng cố gắng. Cho nên thầy khuyên mấy con, bây giờ mấy con muốn hỏi thầy gì đó. Các con xuất gia rồi, các con phải ráng nỗ lực. Tuổi trẻ, mấy con xuất gia là có phước lắm đó. Đời nó không còn ràng được nữa. Nhưng nếu mà mình không khéo thì nó sẽ trói buộc mình đó mấy con. Nó trói buộc mình bằng cái hình thức tôn giáo, bằng cách này, bằng cách khác. Cho nên khi mà xuất gia rồi, mấy con tìm một cái nơi nào yên tu cho đúng pháp, để rồi ngày ngày mình ngồi mình xả tâm của mình, để cho tâm mình vô lậu, bất động hoàn toàn. Khi bất động hoàn toàn thì mình chứng đạo, làm chủ sự sống chết. Tất cả những cái tâm ham muốn, cái tâm dục trên đời này đều sạch sạch, sạch sạch. Rồi từ đó cái thân của mình hoàn toàn nó rất thanh tịnh, nó không còn bất tịnh nữa. Mấy con phải nỗ lực. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con về pháp thân dùng nghĩa, con là tại lý tà, con là tu tại gia, thì cũng thường xuyên đi chùa. Con muốn xin hỏi hòa thầy, con thì tu theo tịnh độ, hàng ngày cũng theo niệm Phật, cũng như là các quý thầy nói như là cố gắng niệm Phật để nhất tâm, cũng như là thường xuyên niệm Phật đồng bộ với câu Phật ra khỏi tâm. Thế là sau này mình có chết thì mình có những cái tuổi mà cuối đời thì cũng được là Đức Phật A Di Đà
chúng để nó trợ giúp, nên cái bậc thang được cho chúng con, và đồng thời cái bạn hữu để chú thức để cũng đến để trợ niệm nữa thì chúng con đọc lại khác, thì chúng con cũng rất tin tưởng vô cùng. Thế nhưng mà qua một thời gian là cũng cứ nhất tâm là niệm Phật như thế, nhưng mà qua một thời gian là con cũng được biết là cũng có người cứ được trên này là gửi một số kinh sách của thầy về thì cho con mượn. Thì con cũng có một cái duyên lớn là chỗ là con chưa bao giờ con chẳng thấy hầu như chúng con ở cũng cùng phố, nhưng mà ít khi là mà chính nhà nào chơi. Nhưng cái hôm đó tự dưng thì thấy cô có bảo diễn nghĩa thì cho một cái tình trung mà thầy mình đặt, thì con đặt nhà đặt bên con lê quá cái đường cái đàn cái chuyện trên là dài sứ thận. Thế mới hiểu cái chuyện mà thầy nói con tư như thế, thì con thấy nó hấp dẫn mà thấy tâm đắc vô cùng. Mà con đặt đến đâu thì con cứ nước mắt con cứ rơi chảy, mà con cứ ngẫm rằng là con cứ nguyện là xin thầy và trên cái trái đất này đúng là một đứng nhất chứ không có nhị, không là thành Phật ở trên thế gian này, thì con mắt có khi được nhìn thấy. Thế mà bây giờ con ước mơ không sửa được, về lên đây mà không gặp thầy. Thì sau đó con thúc mấy ngày, và trước đấy thì con đi lên trên chùa Thần Chiếu, thì con cũng xem tu học xem thế nào, có thể con cũng biết kinh nghiệm, cũng vừa là tu học cũng vừa làm công khỏe. Thì các quý thầy, quý cô mới các bạn đều quý mến, mà cứ bỏ về mà đêm nhá, đừng qua lại ở nhà. Thế nhưng con thấy cũng như thầy nói ở trong kinh, thật sự là con cũng chẳng thấy học điều gì nữa. Thế các cô ngồi thiền quá khổ đau, ngồi mấy tiếng đồng hồ hành hạ thân xác, ngủ gà ngủ gật xong mà làm thì hơn là con nghĩ thật nói như thế là nói còn làm hơn cả những người làm khổ cái mức độ vậy, thì cũng không còn sức để mà tu tập nữa. Thế mà cứ ngồi mấy tiếng đồng hồ thì 5 tiếng đồng hồ, 5 phút đồng hồ cũng theo dõi thì chẳng có tâm nào ngồi yên được nổi, cứ buồn ngủ rồi là mũi cắn lại đủ mọi trò. Đi ra đi vô con thấy nó cũng con cố hết sức, có một tháng con về con cũng lắc đầu, con về con nghĩ lại nghiên cứu, con dỡ nặng cái phòng của con để con làm nó rộng ra, cửa sổ làm to ra cả thất xuống để con yên tĩnh. Thế là con niệm Phật thì con cũng tu niệm, nhưng mà sau đó con gặp cái tiểu thư của thầy, thế là con đọc mà con cảm thấy từ đấy đi là con thôi thúc con xếp đặt, con nghĩ mà con trước tiên nó xa xôi như này mà con đi xe nó cũng khó lắm, sức còn yếu. Thế là con là con lên một tham quan, mà con cũng gặp thầy Đức Phật lần đầu tiên ở trụ trên cái mảnh đất năm Việt Nam này, thì con lên con thăm viếng đã, sau đó thì con về luôn. Thì hôm sau khi về khác thì con có điều kiện thu xếp con tu học dài. Thế nhưng mà con lên con định về hôm sau, nhưng mà con là ở hôm nay cũng một thời gian được mấy ngày thì con không mang cái gì thiếu thốn, mà thế nên con bảo là ngày mốt thì con xin là thế này con được vinh dự, con được học thầy này, con thật vô cùng cảm động mà lấy biết là Đức Phật đầu tiên ra đời trên trái đất này, mà chúng con giảng dạy chúng con như thế, mà chúng con không tu tập thì chúng là uổng công phúc của thầy. Thì thầy cũng những buổi qua cao mất rồi, thì chúng con không biết rằng mà có được tuyệt kệ mà học hỏi các pháp môn của thầy cho, thì xin thầy cũng mấy con ráng tu, mấy con thầy biết cái duyên của mấy con gặp được sách của thầy, chứ còn nếu mà không gặp thì cũng không biết đường đâu mà tu. Cũng gần như là đứng ngã ba đường ấy, con chẳng biết là đi đường khi nào được cho nó chính xác. Thầy sẽ chỉ dẫn chúng con bây giờ về nhà, mấy đứa con mà có điều kiện mình chưa lên đây được thì con chưa tại gia thì mới thế nào. Để thầy dạy cho. Bây giờ ở tại gia đó thì mấy con cố gắng giữ gìn 5 cái giới của người cư sĩ đã khi mà thọ tam quy ngũ giới đó, con giữ gìn 5 cái giới nghiêm chỉnh, đừng có vi phạm, nhớ kỹ thầy dạy. Nhất là cái giới sắc sanh, đức hiếu sinh đó mấy con, phải giữ gìn cái tình thương của mình đối với tất cả chúng sanh, không riêng gì mình mọi người mà còn chúng sanh ở trong đó nữa. Cho nên mấy con giữ gìn được cái giới, cái đức hiếu sinh đó,
thì sau khi mà được cái đức hiếu sinh rồi thì tự nó sẽ ngầm nó xả tất cả những cái ác pháp, ác pháp. Bởi vì trong cái giới luật đó, đó là cái đức hiếu sinh, cái giới mà dài không nên giết hại chúng sanh đó, mà mình giết hại và ăn thịt chúng sanh đó là cái tội nó rất lớn, rất lớn. Cái tội rất lớn. À, cho nên trong cái sự tu tập thì mấy con cố gắng giữ gìn năm cái giới này, năm giới nhân bản, năm giới gốc đạo đức nhân bản. À, khi mà giữ gìn rồi á thì mấy con đừng tu pháp nào hết. Bởi vì tu cái pháp niệm Phật là nhiếp tâm để cho nó đừng có cái ý thức nó khởi niệm. Nhiếp tâm bất thất nghiệp, nhiếp tâm bất bãi ngày niệm Phật mà tâm không loạn, như trong kinh Di Đà Phật dạy: thất nghiệp nhiếp tâm bất loạn, kiên trì danh hiệu A Di Đà Phật, giữ chư thánh chứng, hiện tại kỳ tiền. Là nghĩa là khi mình niệm Phật như vậy đó mà tâm không bị loạn, không có một niệm nào hết đó, thì mình sẽ thấy thánh chúng và Đức Phật Di Đà. Đó, trong câu kinh Phật như vậy. Nhưng mà khi mà niệm như vậy mà cái ý thức nó không còn hoạt động nữa thì cái tưởng thức nó sẽ hoạt động. Thì cái thế giới của Di Đà là cái thế giới tưởng. Cho nên mình nhìn, mình thấy hiện ra cái cảnh mình đang ngồi niệm Phật, mình thấy ra Đức Phật Di Đà hiện xuống hào quang ánh sáng y như kinh Di Đà mà để vẽ cái hình ảnh đó, chứ không thể có hình ảnh khác của ông Phật Di Đà khác được, mà cái hình ảnh mà người ta đã vẽ ra, một cái tác giả người ta vẽ cái hình đó ra, người ta viết ra cái bộ kinh Di Đà. Cái có người viết chứ không phải không có cái người viết, có cái người soạn viết cái đó ra, chứ không phải là Đức Phật dạy, Đức Phật Thích Ca dạy, Đức Phật có Phật dạy điều đó đâu. Đức Phật dạy các con tự thắp đuốc lên mà đi, không thể niệm Phật mà Đức Phật rước các con về cực lạc được. Trong khi con niệm Phật mà tâm tham si con không xả, mà ông Phật Di Đà có thật đi nữa có dám rước con về không? Rước về đó mình sân lên một cái thì chắc nước người ta nó lộn xộn rồi. Con hiểu chưa? Không có dạy cho mình xả tham sân si mà cứ dạy niệm Phật nhất tâm. Phải không? Cái đó là cái sai rất lớn. Các chú thầy ở các chùa còn nói rằng ở trên đó có cõi Tây Phương Cực Lạc mà biết bao nhiêu chúng sanh đã về đấy, mà con thì cũng được xem các cái băng kinh thì đúng là có những cõi cực lạc đấy. Nó họ vẽ ra con có thật, nó không có thật, nó tưởng ra. Con nghĩ là con lắm lúc con cứ đứng ngã ba đường, con bảo pháp môn của thầy nói rất dễ nhưng mà cũng rất khó, bởi chúng con kinh nghiệm nó quá nặng mà rồi nó còn với nhân xử thế. Bởi mà là niệm Phật thì đi đứng nằm ngồi, khi ốm nằm như thế này cũng có thể niệm Phật được, nhưng mà nghe chừng hơi dễ. Thế nhưng bây giờ thầy nói lại bảo không có cực lạc thì chúng con làm sao mà có được. Con biết Ngô Thừa Ân viết cái bộ Tây Du Ký chứ gì, ông tưởng tượng ra một nhà văn, người ta tưởng tượng ra người ta viết bộ Tây Du Ký. Thế mà Tôn Hoằng Giả, phải không, Tôn Ngộ Không đó lại là tôn xưng là đấu chiến thắng Phật chết. Thôi đất ơi, kinh Hồng Danh rõ ràng mấy con thấy xứng nhau mà lại. Trời ơi, cái nhân vật hư cấu của cái tác giả người ta đặt ra, người ta bịa ra chứ có thật sao, mấy ông bộ điên đó. Cho nên tất cả như Địa Tạng hoặc là Thập Điện Diêm Vương đều là cái hư cấu, cái nhân vật đó phải nhân vật tiểu thuyết. Còn bởi vậy bị làm mấy ông tác giả này hết. Cho nên khi mà niệm Phật bị cái nó gieo vào cái hình ảnh, cái tưởng đó đó con. Cho nên khi mình niệm Phật được nhất tâm là cái tưởng nó hoạt động thì cái hình ảnh nó hiện ra. Cũng như bây giờ ngồi đây nè, nghe người ta nói ánh sáng hào quang, nhưng mà niệm Phật được nhất tâm, ý thức nó không làm việc rồi, cái tưởng nó làm việc, bắt đầu thấy ánh sáng bóng á. À, thì này hào quang dữ tợn rồi đó. Các con thấy chưa? Mà mình đâu có hiểu, mình ngỡ tưởng là thật, bị thấy thật mà, có đâu phải không thấy thật sao? Thấy thật. Thấy thật mà thậm chí nói như thế này, có xung quanh mấy con ngồi đây nè, thầy ngồi đây thầy tu mà thầy nhiếp tâm thì bất động rồi, tức là tâm thầy, ý thức thầy nó ngưng hoạt động rồi, tưởng thức thầy nó hoạt động, mà mấy con sống đây mấy con cũng bị ảnh hưởng tưởng đi, thì bắt đầu hào quang thầy phóng ra thì mấy con cũng thấy, trời đất ơi cái cô này tu có hào quang thiệt chứ. Nhưng mà cái tưởng của mấy con đều bắt gặp nhau hết, nó giao cảm mấy con, cái tưởng của mấy con, người ta gì biết tưởng con tưởng, chứ còn có người nó sao tôi không thấy, à, nói ông nặng con vía chứ gì. Mấy con nghe bao nhiêu người thấy ma, có người nói tôi không thấy ma, nó đại nặng bông vía gì, nhẹ bông vía mới thấy, còn nặng với không đấy, tức là bị tưởng nhau hết mà không biết. Thấy con hiểu không? Đó, cái đó là sai mấy con. Thánh dạy của thầy đối với chúng con quý giá vô cùng, trong cả cuộc đời chúng con được lần đầu tiên gặp thầy, cho con yêu giá phụng thần nghe lời thầy để
chúng con thực hành pháp môn này. Bây giờ con cũng chỉ mau sao là cư xếp làm sao để cho chúng con lại lên đây gặp thầy gặp cô. Đúng rồi, lên đây để mà thầy dạy căn bản con. Căn bản. Không căn bản tu không có được đâu. Về mấy con tu như thế này nó lợi ích lắm, bởi vì cái ý thức nó không bị diệt. Có gì không? Cái chị em con mới vô này, chưa biết con chưa hết thì chị em con mới đi ra này, phụ bếp con chưa có biết được không? Được con, còn phụ trước mình làm những công việc đó, nhưng mà lần lượt rồi mình sẽ tu học không? Sẽ tu học là chính, còn cái phụ đâu phụ thôi, mới đầu thì mình phụ, sau đó cái bắt đầu đó thì mình cố gắng để mình nghiên cứu mình cho cái đúng cái đặc tướng của mình với cái pháp nào. Nếu mà tuổi trẻ mấy con phải tu hơi thở, phải tu 19 cái đề mục của hơi thở đó mấy con, phải tập từ cái hơi thở thứ nhất cho đến cái hơi thở dài, hơi thở ngắn, phải rèn luyện tất cả những hơi thở này để khi đó chúng ta sử dụng hơi thở, tức là cái thân hình nội mà chúng ta ly dục cái pháp, chúng ta xả tất cả các tâm ác ở trong tâm chúng ta. À, để từ từ thầy dạy mấy con làm biết được rồi, phụ cố bị được rồi không sao, nhưng mà lần lượt rồi sẽ có dịp thầy về thầy sẽ dạy mấy con từng bước. Bây giờ thầy đang lo ở bên cư sĩ, ở bên tăng với bên nam cư sĩ, còn bên ni và bên nữ cư sĩ thầy chưa đến, mấy con chưa, thầy đến rồi thầy tổ chức cái ni đoàn cho khép mấy cô này vô, mà người nào mà giới luật không nghiêm chỉnh lộn xộn thì bỏ ra hết, gạt ra chứ không có để, còn người nào giới luật nghiêm chỉnh thì cho vào. Và đồng thời cư sĩ cũng vậy mấy con, người nào mà quyết tâm tu thì ở lại, mà người nào dự thính thì ra cái lớp dự thính, chứ không có được vô đây lộn xộn trong cái lớp chuyên tu người ta. Ở đây kỹ cương hẳn hoi, hoàn toàn giới luật nghiêm chỉnh để đào luyện cho người ta tu chứng, chứ không thể nói là một cái lớp học mà nếu không kỹ cương thì làm sao mà tu được. Người ra người vô, người tới người lui, nó lặp động hết với nhau hết, làm sao tu được mấy con. Cho nên tu là tu, mà không tu thì thôi, chứ đừng có vô đây mà động người khác. À, mấy con bây giờ thì giai đoạn mấy con mới vô thì mấy con phụ của Út vậy đã tốt thôi con, để mà làm. À, rồi sau đó nó tu thật mấy con. Có chứ con, chứ đâu có bỏ thì giờ cấm con. Mình sẽ cách thức hướng dẫn cho mấy con từng bước một, tập luyện từng cái hơi thở một, đề mục một, đề mục hai, mỗi một cái đề mục mấy con phải tu ít nhất một tháng cho thường được, mà 19 cái đề mục gì con tối rồi hả con. Rồi thầy sư sản thầy về mấy con không, cho nên mấy con yên tâm, thầy sẽ chỉnh tất cả các lớp học hết để giúp cho tăng rồi nam cư sĩ rồi ni rồi nữ cư sĩ, mấy con có cái chỗ hoàn toàn để khép mình trong cái khuôn khổ kỹ cương hẳn tu học chứ không phải là tu lơ mơ nữa đâu. Thầy đã hướng dẫn này bao nhiêu năm rồi để tự do tu, mệt mỏi thầy quá rồi. Thầy xin thầy, phép niệm màu và thầy cảm với chúng con. Thầy sẽ trợ giúp cho mấy con có cái duyên mà gặp thầy thì thầy sẽ giúp cho. Mấy con sắp xếp đi con. Rồi bắt đầu để rồi sẽ nói, còn rồi thầy sẽ bữa nào thầy qua thầy sẽ dạy con. Rồi thôi thầy về con. Cái thầy lấy cái thơ thôi con, thầy lấy cái thơ này của con. Còn thầy gửi cái này để cho cô Út ở đây lo cơm nước cho các con. Dạ, con hãy đưa cô Út giùm thầy. Thầy chỉ lấy cái thơ thầy trả lời với con thôi. Dạ. Thầy sẽ đọc cho hiểu cái thơ của mấy con nói gì đây thôi. Thầy cảm ơn mấy con. Dạ. Mấy con xá thầy con. Rồi thầy sẽ qua thầy dạy mà. Thầy không có bỏ mấy con đâu. Thầy nỗ lực tu đi. Dạ. Thầy không bỏ mấy con, phí bây giờ uổng lắm. Dạ.